Ê, cua có chạy được kìa. Đừng có làm em sợ, cua to, cua to nè. Coi, bắt lại coi, bắt coi. Đừng ly, nó chạy bây giờ. Thì giờ nó chạy rồi cưng. Nó cạp em nè. Bắt từ từ. Coi, coi nó đặt cái đuốc có lý gì thôi. Nè, nè, nè. Đi bắt cua, phải bịt khẩu trang lại để cua giúp. Trời ơi là trời, bảo táp phong ba gì vậy chứ. Hay, để coi chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Thì à, ngày hôm nay à, mày định nói gì? Không gì. Không gì ạ? À? Thì hôm nay bốn anh em của Thượng Gòm, thằng Còi đang cầm cái điện thoại cho mọi người. Bốn anh em của Thượng Gòm sẽ đi à, bắt cua ở lại ốc để lại à, tất cả mọi người và à, trong tem Thượng Gòm ăn cho mọi người. Bây giờ thì mày hỏi nó gần hay chết không? Bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đi bắt cua với lại bố anh em Thượng Gòm nha. Let's go. Yay, go. Cầm theo bịch muối. Đây, bây giờ anh em mình ra tới nhà dì Tư Cù Đèo nha mọi người. Ê coi. Mỗi vô vô. Im đi. Tôi chọi một tay má nhũ ra giờ. Im cây, cây. Này, 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 chị bà nào đi, chị bà đi, chị bà đi. Kể đi. Trời. Đâu con nào? Nè. Con này là ông bu về bu đen gì á, đen gì á. Anh coi đây. Đây nha mọi người, đây con ốc đang đẻ nè. Ly ly quay đằng bên chỗ khác ly. Quay ờ đúng rồi, đúng rồi. Đây, nó đang đẻ nè cả nhà. Nghe không? Đẻ lưỡi đẻ nè. Con ngận ốc này xấu y như ly. Thôi kệ đi, nó đẻ kệ nó bắt trước. Nó đâu nó đâu nó. Con bự siêu to nè. Ủa, ốc rồi đi. Ốc. Ê, ốc rồi bu đen bu vàng ta. Kệ đi, con gì cũng lụm ăn hết á, đói bụng rồi. Cái đũa em đặt từ sáng tới giờ. Cua bự không hai. Ê, mở cái đũa lên coi coi. À, đây nè. Trời ơi trời, cua hết thân. Này này, có cua nè. Trời quá trời luôn. Trời. Đâu? Nè. Đâu, đâu, đâu. Cái đũa em đặt từ sáng đến giờ. Mày sáng giấy cả hả? Nà, không. Ê, cua có chạy được kìa. Đừng có làm em sợ, cua to, cua to nè. Coi, bắt lại coi, bắt coi. Đừng ly. Nó chạy bây giờ. Thì giờ nó chạy rồi cưng. Cạp em nè. Bắt từ từ thôi. Ôi coi, coi nó đặt cái đuốc có lý gì thôi. Nè, nè, nè. Đi bắt cua, phải bịt khẩu trang lại để cua giúp. Trời ơi là trời, bảo táp phong ba gì vậy chứ. Coi bây giờ thò tay nó bắt hay là dở lên luôn. Không, bị thò thò tay dưới đít nó. Nó cắn kìa. Đừng có bắt cái đó, bắt cái đít nữa nè. Dưới đít này là có nhiều lắm mà. Khùng mày bắt cái đít thú quắc sao mày. Đây nè. Ui. Phải cột dép đi, khách mấy chỗ nào mà ngay mình phải cột dép. Nè. Ủa, ngon ngon. Ê, cái gì cái này là khỏi cần đi mà đi kiếm luôn rồi. Đưa cho dì Hai kìa, dì Thí nè. Dì Hai đâu ra dì Hai. Dì làm gì đây? Cầm ly, cầm ly. Đi mấy chỗ nào mà đi gai á, mình bỏ dép chúng mình đi, còn không có mình phải mang mình khổ. Ôi trời ơi. Tới mình chuyện chứ. Có đèn này chẳng sợ, này thấy gì sợ. Anh Hai. Hôm nay có dì Tư Cù Nèo đi bắt cô chung với nhau mọi người. Dì Tư Cù Nèo. Nèo luôn, được con nào chưa? Trời ơi, ui, đây nè, nó bay nè, nó chạy nè. Kìa, có cá luôn kìa. Có cá nè, chưa, chưa, đi ra, đi ra, đi dở lên. Ốc cũng bắt luôn. Đây. Ê, con lươn, con lươn. Con lươn, từ từ, con lươn. Đây, không phải, cái chặt, là chặt. Con giang. Wow, giờ làm sao lấy ra? Sao lấy? Giờ sao lấy? Có cá, nè, nè, cái lỗ nè. Đừng, móc nhẹ nhẹ thôi, gắt. Thôi, vô. Nè, lấy cái thùng xích đây. Cua ốc bắt cua này mở ra không được hả? Vậy vậy tính ra anh em mình khỏi cần đi lội xuống cuộn này. Có tép luôn nè, có tép luôn ơi. Cái này mày làm hay mày mua coi? Để mua. Để tao bắt ốc cái mày bắt cua. Mẹ mua 2 năm trước. Giờ mới được sử dụng. Để tao bắt ốc cho mày bắt cua đi, có gì kẹp tụi bay không kẹp tao. Trời. Ờ đây nè, đây nè. Nhìn cái này mình khỏi bắt luôn. Ui có lươn, ê con cá gì mà dài gì? Ê đứt cái ngon đứt á. Nhẹ nhẹ đứt. Ui anh Hai, cá này nó trơn dữ chưa. Trời ơi, con cua hết hồn luôn. Ô. Gạt bá lửa luôn. Con cua cho con đi. Bàn của con còi. Từ. Nó kẹp ra. Ê, có thể mở cái này ra được không? Được. Lấy ra, mở ra đi, chú nhanh. Đây kéo á. Nó kẹp rồi nè Hai. À, có cái kéo đây nè, xong mở ra. Không, có cọng kia mà cọng kia. Không, lấy kéo cắt á, dễ hơn. Kéo cắt. Trời, cắt ra là cái gì? Cắt ra là giục luôn á, là khỏi ăn nữa. Lần cuối. Rồi xong. Đây, đổ cái thùng ra. Đây còn con kìa. Không có nè. Tại vì sao nãy giờ không có. Ê còn con nè, đúng thế mà mời chứ. Ở đâu? Ở trên đó. À đúng rồi. Trời ơi. Sao nãy giờ không đổ vậy? Đổ vậy mà không nói. Ủa vậy nãy giờ không đổ coi. Còn có hỏi đâu. Bánh ra, bánh ra. Có ai biết đâu mà mày không làm. Nãy giờ sao mày nói rồi, nãy từ từ đổ ra. Quả gì chứ. Đây nè, con cua nè. Con nói.
Ông hỏi sao mà nó đúng không? Ông hỏi. Ngờ ghê. Ôi trời ơi. Cái này mắc cô ai biểu mày nhảy xuống dưới. Đúng rồi. Chứ đẩy em, chứ đẩy. Tự mày nhảy chứ. Con cá gì nè hai? Con cá chạch. Em nói đậu của mì của cậu Út á. Y bấm bỏ vô. Y đen trộm của mì của đây cho cả nhà. Nhiều chưa? Cái đú con coi đặt hay thiệt. Đặt luôn. Ê đâu đó. Ôi anh ông bỏ nè thằng ơi. Đó rồi, gì bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi chuyện chạy. À dính. Để trời kịp. Trời bậy. Nó cắn rồi, nó cắn nè. Ây da, nó kẹp cái củ cỏ nó không buông luôn. Giật nó, cực nó luôn. Nhổ cái lúa luôn. Tại vì nó to. Bự không? Bự, siêu to khủng lồ luôn. Đâu, bự đâu, đưa coi đây. Nè. Vợ chồng ta đang âu yếm lụm luôn. Âu nè, cho mày âu. Âu với yếm. Giờ này tao còn chưa được âu nữa mày âu. Đây đây, hai con. Chuyện gì nó rớt lẫn vậy? Ừ. Ý xì. Hai ơi. Ồ cái này trúng bánh này. Hai ơi. Mấy mày thùng bỏng mấy mày lấy à. Cái này công của em lớn nhất trên được. Đem thùng của tại coi. Ừ bắt ha, tìm nó đi. Mấy này mập ghê mọi người. Cái này là công của em lớn nhất kìa. Đúng rồi, công của cò lớn nhất. Hình cò nó có cái đú, không có cái đú chặt mày rồi. Mới mưa nó lên. Trời ơi, ốc đây mà không ai thấy trời. Đâu? Hả? Đâu? Đây là cái gì? Ê con kia. Mày đi mày đừng có đạp luôn tao cho mày, người ta quýnh mày chết. Ủa, à chết nhảy á à. Nhảy đó thì ai cản đâu, đừng có cản, đừng có quay. Nãy giờ là chưa ai cản mày luôn á, nhảy mẹ đi. Không, anh Thuận đang cản đó, giờ không gọi đèn sao mà nhảy. Mày cầm cái điện thoại của tao coi. Cầm hả? À, cầm. Ủa làm gì? Cầm điện thoại cho anh, cầm quay quay ra đây để nhảy, quay đi. Quay ở đó nhảy, ở nhảy đi. Nhảy đi, không nhảy tao đá. Không quay, mày không nhảy tao xuống dưới nữa, nhảy. Nhảy cái đầu mày chứ nhảy. Xàm đế, gảnh háng quá. Ủa con cá đúng không? Móc lên. Cái quần ngay đây. Cái quần của con bé đó. Ừ, đưa dép rồi. Chết rồi, mày rồi, á. Mẹ mới mua đó. Mày mua con kia giấc. Đó, bạn kia bắt được một con ốc siêu to, siêu khủng lồ với một con cua siêu khủng bố. Con cua cái nè. Tắt cái gà con nó đẻ cho. Ôi đi qua bên kia đi. Thôi đừng tắt cái ác mày. Tại sao bị khủng cua cái. Đi qua bên kia đi. Chưa chưa. Vì tôi có bắt nào không? Ốc không hà. Trời ơi, nó bắt cho vịt bắt ăn đúng thiệt. Ê bắt cái gì nào vậy? Tư lấy nguyên thùng vậy tôi dùng cho vịt ăn luôn. Không có đâu con. Làm người làm thế. Không vậy Tư mày làm thế làm người vậy Tư. Con gì càng lớn càng nhỏ. Cái gì? Là con cua. Giỏi. Đương nít mà cũng biết. Đương nít tắm giáo áo da bò thập bò cửa sổ. Ông trộm. Trộm đầu mà. Chứ gì? Hai gươm, tắm giáo, mặc áo da bò. Con người. Cửa sổ. Con người gì con người? Con cua hả? Ghê. Ủa sao con nãy con cua giờ cũng là con cua vậy? Nhưng mà câu hỏi rất khác. Nó có hai cái gươm là hai cây càng, nó tám giáo là tám cái que của nó. Mặc áo da bò, cái màu giống như da bò, thập thò cửa sổ, cái miệng nó cứ xùi vậy đó, thập thò cửa sổ. Bực bà dì Tư, bà có câu nào mà đố mà ra con dung ế không? Con dung ế hả? Một dữ, hai dữ, ba dữ. Đố anh Thuận nha. Ủa đố gì quên bà đó anh Thuận? Cái gì mẹ luôn nè. Đâu? Đâu? Đi nè, cua nè, sợ quá, chạm. Đâu? Nó chui vô cái hang rồi, giờ là làm gì để lấy ra? Tao xô đầu mày vô, giống lấy ra, mày sợ xạo mày á. Thì con thề luôn, không có con chó. Chứ mày có người đâu con chó. Không thiệt, bắt nó đi, nó to. Nó bỏ hang, thôi bỏ đây, bắt khác đi. Ha làm gì? Quất luôn. Không được xét xanh. Có giết nữa đâu. Đi. Một chén cơm bằng hai chén bát. Không biết nữa. Chén bát với chén cơm là mấy thứ mày? Một, hai. Cua, ôi, em cục vẹt. Đây nè, ốc này mấy đứa. Con cua. Đừng có động đậy coi, con cua mất tiêu rồi. Đâu? Đâu? Đây nè bà ơi, bà đen. Con này hả? Con này đây. Có phải con ốc đâu? Đây con nè bà đen ơi, đây hai con bà đen ơi. Dép rồi, hai tìm dép cho em. Mày xàm đế mày đi. Thiệt nè. Mày dép đâu? Ngon tìm dép em. Tìm nó dép coi, nó ngáo rồi kìa. Ơi, tìm dép em. Ơi,
Luôn có dép mà. Nè bà nội. Sao sao? Đây đây đây. Đi mấy đứa kia nó sầm quá. Đâu? Đâu? Đây nè nó chạy. Cua đâu? Cua đâu? Nó chạy rồi. Bắt thương con. Một con mới chạy rồi. Bởi vì tao nói mày dì Tư mày bữa nay giống như mấy mấy người ăn mày vậy. Ê ê ê nó kẹp con, nó kẹp con. Từ 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 có con cua nữa nè. Một cặp luôn. Cầm dép. Ê, con cua nó dưới chân tao. Ê ê ê. Rồi nó chạy mẹ ơi. Nè. Tay cầm đồng pin, tay cầm điện thoại sao bắt. Anh Hai bên né ra cho nó đứng đó chứ. Không, nãy quên, biết dạy dục điện thoại bắt con cua. Dục cái điện thoại là ngon luôn. Y xì. Rồi, mất dép nữa rồi, y quá. Rồi xong rồi mấy anh em mình đói với mấy con chó luôn. Trời, nó quậy quá, chết lúa luôn rồi. Anh Hai. Không biết dép quá. Nhầy. Nokia quay hơi bị sắc nét, sắc hơn cái điện thoại anh Hai đang cầm á. Vậy ha. Nokia hơi bị đắt tiền. Dép xíu xíu. Nữa. Tai bị ngọt nè. Có mất dép nữa cần không? Mày vớt đôi dép. Cái con sàm đế này. Rồi banh cái đám lúa dì Tư luôn rồi. Rồi năm nay dì Tư là đói luôn rồi, không có lúa ăn luôn. Dì Tư bà bà. Dì Tư bà bà đói có vô bà cào nhà mày. Không biết dép con đâu. Dì đại gớt đâu? Gớt ở đây nè. Con sàm này. Không có chơi, đau nó dính cái sình mà chơi làm gì. Mày bị khùng hả, dép kiếm cái đây không kiếm thì kiếm bờ làm gì đi. Ở đây là mới gớt ở đây mà. Không mới gớt đây mà. Em à. Đâu? Sao tìm gì vậy? Sao nằm bờ à? Đi hất lên á. Dạ. Ê. Ly. Hả? Giờ lấy đôi dép ăn mẹ đi. Mẹ dép dép giống mẹ tao kìa. Tao sắp vậy nè, lấy đâu mất. Thôi, bỏ cái gai đâm chết. Gai thì bỏ cái gì nè, mang vô nè. Nè, vậy nè. Dạ, không ăn được, không được nè, nè, vậy nè, nè, đó. Rồi cái tay cầm cái dây hả? Dây dài ngon đó. Ủa sao giống mấy thằng tù vậy? Đó thì gì đó, có sao không? Ồ, hay ta, hay à. Đó. Tính dây gì tươi cùng đẹp còn hay hơn gì hai dây trai à, hay hơn mẹ con à. Chừng nào mình lấy, mình gỡ ra, mình xách dây lên, mình đi. Đây mọi người thấy không? giống như mà trong phim mà mấy thằng mà chỉ đài cũng đảo. Năm anh em cho một chiếc xe tao. Rồi bắt được không? Bắt phụng cua gì tư mày? Làm gì? Đâu rồi, nó kẹp cái dục nữa rồi. Để da con cua đâu? Chạy đâu rồi? Rồi chạy nhà. Bắt gơ nó kẹp một cái buông nữa rồi. Kệ đi. Dạ. Kệ đi về. Cái gì ngon? Giờ em so em thấy không thấy cái đầu cũng lúa ở đâu hết luôn. Chết hết lúa ở nhà em rồi. Gì? Nãy vô có thấy đâu. Giờ đi lên nhà anh Lai ăn ké thôi. Chứ nhà em lúa chết hết rồi, còn gạo đâu ăn. Mày qua nhà ăn ly cà, qua nhà bà Dung không qua nhà tao làm gì? Nãy giờ ăn ly tạp tao đạp đâu. Nhà bà có nấu cái gì đâu. Đi bắt cua 2021 là phải bắt như vậy nha cả nhà. Không để mất đôi dép được. Chết chết không buông. Cái gì, cái gì, cái gì? Cái nhái, cái lắm hai, cái đầu nó, cái người nó xanh lè hai. Dây. Con nhái á, cái người nó xanh lè. Bắt cuộc đó đi. Mày rảnh quá, con nhái là chú hồn chạy với mẹ luôn à. Người nó xanh lè kìa, thấy lạ không? Đâu. Nè. Mày lấy, mày lấy thằng pin ra, pin ra. Cái người nó xanh lè không đó. Trời. Sao cái mỏ nó nhọn giống y như gì của tao vậy ta? Y như gì luôn. Giờ bắt sao? Thôi bỏ đi. Vậy là chắc nó hung dữ lắm đó, bởi nó xanh lè luôn. Đúng rồi. Cái hung dữ hả? Cũng ít xịt hơn Dung á. Xanh luôn, xanh như rít nhái. Xanh rít nhái. Kiểu hung dữ tao quánh biết á, mặt xanh như rít nhái. Ok mọi người, thì nãy giờ cũng đảo thêm một vòng rồi, bắt được cũng một số khá là nhiều rồi. Giờ thì sẽ dở cái đú của thằng còn đã đặt nè, dở thêm một lần nữa để xem có con gì không. Con ốc nè. Mày chọn. Đây đây con gì đây, đây con gì cơ? Mày chọn cái chết nè. Mày chọn cái chết nè. Cái thằng cùng. Mày đạp giờ dép ta. Dây dép. Dây dạy cố vô. Làm vô xiềng xích dây tao.
Y như mình đi lại cũng đảo rồi. Chở gà. Ok, giờ khui coi, khui coi. Khui. Ê, có được hai con gà. Gà. Khui à. Cá cá có cá, tao tưởng tao là cái giống mẹ nó ra con chó rất cục vui đang chó. Ui sao nó bị dính. Đây bị gì rồi? Cá lồng tông quá trời luôn kìa. Được được, được hai ba con nữa nha mọi người. Ê, cũng hơi nè. Ê có cá nè. Con cá quá trời. Cá lồng tông. Đừng nó có gắn nha. Cá trắng này khô quá. Cá trắng đừng có bắt rồi, gọng đây đi cho nước nó chảy là mai nó sống. Bây giờ bắt con thỏ thùng chết. Mai nó sống nhanh gà. Cua thôi. Bắt cua với ốc thôi. Cua có vài con vậy. Kệ đi. Có cắn kìa. Nè, cua nè, cua nè. Cua nó cắn được nha. Để về mang trộm cắm heo của mẹ em dăm ra. Về trộm cắm heo dăm ra. Đi tiếp con ngày chắc bà đập đầu mày. Không có tiền mua cắm hay cho heo ăn, còn đem qua bỏ bắt cá nữa. Đúng lại luôn. Đi đào củ mì đi ông cố. Củ mì đó mà đào. Ngày mai hai anh em mình đi. Rồi không, đường nào cũng bị quýnh nè coi. Đúng rồi. Lấy cám của má mày cũng quýnh. Mà lấy đào củ mì của cậu Út cũng bị quýnh. Đường nào bị quýnh. Mày đào xong rồi lắp đất lại. Ừ đúng rồi, mình đào cái đít đó, lộn mình đào cái cụ á thôi, còn cái thân mình lắp đất lại, mày khều theo cái rễ của nó là mình lấy cái cụ đi. Mình lắp đất lại. Còn hay ta. Không, vì Tư có kinh nghiệm nha mọi người. Chuyên gia, chuyên gia đi đào mì của người ta. Ý là đừng hết lại. Còn chuối á, thì mẹ cấp chú mày chặt cái buồn đó, rồi bỏ cái để lại. Mình chặt cho hết, đúng gì ta. Ghê thiệt. Nè, bỏ cái đặt lại đi. Đây, ok mọi người nha. Thì nãy giờ sau chắc tầm 2 tiếng hồ thì mấy dì cháu của Thượng Cờm bắt được một số cua là số ốc. Bây giờ thì sẽ gọng lại, rồi sáng mai thì sẽ làm thêm một cái clip mà để mình kiếm cái món này. Gì đó mình nấu ăn ngon ngon nha mọi người. Bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video nấu ăn tiếp theo. Cảm ơn. Bye. Lý chào mọi người đi. Bye.